Xin gửi lời chào đến quý vị khán giả của Sống Vươn Đỉnh, nơi mà chúng ta có thể gặp gỡ và trò chuyện với những vận động viên thể thao chuyên nghiệp, những con người hàng đêm nỗ lực không ngừng nghỉ để có thể chạm vào đỉnh vinh quang ở bộ môn mà họ đang theo đuổi. Và Huyền Trang rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng với quý vị để cùng nhau tìm hiểu, khám phá về định nghĩa Sống Vươn Đỉnh của những vị khách mời qua từng số phát sóng. Và để có sự thành công này thì chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn công ty quản lý quỹ Dragon Capital Việt Nam đã đồng hành với Sống Vươn Đỉnh. Quý vị thân mến, công ty cổ phần quản lý quỹ Dragon Capital Việt Nam được thành lập dựa trên sự hợp tác toàn diện của hai tổ chức tài chính đầu tư hàng đầu và lâu đời nhất Việt Nam là Dragon Capital và công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt Nam. Quý vị thân mến, trải qua 5 số phát sóng thì Sống Vươn Đỉnh cũng đã được gặp gỡ và trò chuyện với rất nhiều những vận động viên, những vị khách mời mang đến những câu chuyện thú vị và hấp dẫn, từ những vận động viên vẫn đang tiếp tục cố gắng để chinh phục đỉnh cao của mình cho đến những vận động viên đã giải nghệ và chuyển sang thực hiện công tác giảng dạy. Và có lẽ rằng trong số phát sóng cuối cùng của buổi đầu tiên Sống Vươn Đỉnh ngày hôm nay thì chúng tôi rất rất quyết tâm để có thể mang đến một vị khách mời với câu chuyện cực kỳ đặc biệt, tức là bên cạnh với những giải thưởng, với những huy chương rất là đáng ngưỡng mộ của anh ấy thì còn đặc biệt ở trong cuộc hành trình đầy cảm hứng, đầy phi thường mà anh ấy đã mang lại. Và có một số những dữ kiện sau đây mà Trang muốn chia sẻ đến mọi người để mọi người có thể biết được vị khách mời đặc biệt trong số cuối cùng này là ai. Anh ấy đang là người nắm giữ nhiều huy chương nhất Việt Nam ở các giải thể thao dành cho người khuyết tật và đã chinh phục rất nhiều những mức tạ ở trong hệ thống giải thưởng từ toàn quốc cho đến khu vực, châu lục, đến thế giới. Và một trong những thành tích nổi bật nhất phải nói đến giải Paralympic, anh ấy đã sở hữu một huy chương vàng năm 2016, một huy chương bạc năm 2020 và một huy chương đồng năm 2024. Cùng với đó là rất nhiều những thành tích đáng ngưỡng mộ và vượt trội khác ở các giải ở trên thế giới. Và xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị khán giả của Sống Vươn Đỉnh ngày hôm nay, chúng ta sẽ được gặp gỡ vận động viên cử tạ Lê Văn Công. Xin được gửi lời chào đến anh Công ạ. Và cảm ơn anh, một sự trân quý cũng như là một sự cảm ơn, một sự hạnh phúc đến từ những người thực hiện làm chương trình khi anh Công đã gật đầu nhận lời với Sống Vươn Đỉnh ạ. Vâng, Công xin phép chào Trang và chào quý vị khán giả. Công rất vui vì Công đã có mặt và để tham dự chương trình Sống Vươn Đỉnh. Công xin chân thành cảm ơn ban tổ chức chương trình cũng như với nhà tài trợ đã hỗ trợ Công có mặt trong buổi tới sắp ngày hôm nay. Vâng, cũng phải xin chia sẻ thật với quý vị khán giả là anh Công đã phải trải qua quãng đường rất là xa từ thành phố Hồ Chí Minh ra đến Hà Nội để có thể giao lưu trò chuyện với quý vị khán giả của Sống Vươn Đỉnh. Khi đến với chương trình Sống Vươn Đỉnh thì câu đầu tiên mà em Trang hay hỏi đến vị khách mời, những vận động viên ấy, đầu tiên sẽ là anh có nghĩ rằng là mình đã đạt đỉnh trong sự nghiệp hay chưa? Vâng, về cá nhân Công thì Công cảm thấy là mình vẫn chưa đạt được tới cái đỉnh cao của mình. Vì với mình là trên tư cách là một vận động viên thì mình lại cố gắng từng ngày để mình hoàn thiện hết cả cái giáo án của ban huấn luyện. Và mình cũng muốn nâng cao cái thành tích qua các cái tháng ngày mình trau dồi, mình tập luyện. Và đặc biệt là mình qua cả cái giải đấu mình đã từng tham gia thì mình có thêm những cái kinh nghiệm và có thêm những cái điều để mình học hỏi từ các anh chị cũng như các đối thủ của mình. Thì Công cũng rất muốn là mình sẽ hoàn thiện được cái bản thân nhiều hơn và Công có thể cải thiện được về cái mặt thể trạng cũng như sức khỏe, và đặc biệt là cái chấn thương của mình nó phục hồi để Công có thể vượt ngưỡng một lần nữa. Dạ vâng. Em thì em không biết là phải dùng từ như thế nào khi mà anh Công thực sự là đến thời điểm này vẫn rất khiêm tốn với những thành tích của mình thông qua câu trả lời, bởi vì rõ ràng anh Công lại là một người thứ nhất là vừa có tuổi nghề mà số tuổi đời thì cũng không phải là giống như các bạn vận động viên trẻ hay là những khách mời mà đã từng đến với Sống Vươn Đỉnh. Nhưng với anh Công thì bây giờ anh vẫn chưa ghi nhận rằng là mình đã đạt đỉnh ở trong sự nghiệp, thế chứng tỏ rằng là cái con đường, cái mục đích hoạt động thể thao của mình vẫn còn ở đang rất là xa và rất là cao hơn nữa, đúng không anh? Thế thì để trước khi mà đến với
những chặng đường tiếp theo ở những giải đấu tiếp theo anh Công có cho rằng là đấy mới là đỉnh, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm lại những dấu mốc có thể được coi là đáng nhớ của anh Lê Văn Công bằng những hình ảnh ở trong chiếc hộp dấu mốc như thế này. Em có thể gửi đến anh để anh cùng khám phá với quý vị khán giả. Ở trong này thì sẽ là những tấm hình, em bật mí luôn, sẽ là những tấm hình, và mong rằng là anh Công nhìn lại thì sẽ có nhiều cảm xúc và nhiều kỷ niệm để có thể kể ra với chúng em. Mình có thể lần lượt kể qua, chia sẻ qua từng dấu mốc, hoặc là những cái nào mà anh cảm thấy ấn tượng nhất thì anh hãy kể cho chúng em nghe. Bởi vì cũng có thể là rất là nhiều những dấu mốc mà chúng ta nhìn thấy ở trên TV này, trên các trang mạng truyền thông dành cho anh Công rồi, nhưng mà để chi tiết cụ thể có thể từng khoảnh khắc thì không phải là ai cũng hiểu rõ được ạ. Vâng, thì với công ty, cái sự nghiệp thể thao nó trải qua 20 năm, thì bây giờ Công rất là ngạc nhiên vì Trang đã gửi cho Công những cái tổng hình mà có thể nói là nó tạo cho Công có cảm giác cái niềm vui của mình. Mình nhìn lại những cái tổng hình này thì như là bản thân mình vừa thi đấu xong, hoặc là mình đang có một cái gì đó rất là khó tả, và mình cảm thấy tự hào và xúc động vì mình đã mang về được những cái thành tích không chỉ cho thể thao như thể tập Việt Nam, mà cho mang về cho niềm vui cho người hâm mộ cả đất nước của mình. Thế đấy là một điều Công nghĩ nó rất tuyệt vời. Như tổng hình này thì đấy là tổng hình Công đã thi đấu tại Rio Brazil năm 2016. Năm đấy thì Công vừa giành được tổng huy chương vàng và vừa giành được hai kỷ lục, một kỷ lục Paralympic và một kỷ lục thế giới. Thì đấy là một cái kỷ niệm với Công, nó như là mỗi lần thức dậy thì Công cũng cảm nhận được là cái niềm vui nó mang lại cho bản thân và gia đình mình rất là nhiều. Cho em mượn lại cái tấm hình khoảnh khắc năm 2016, đây là huy chương vàng thế giới đầu tiên của anh Công nói riêng, cũng như là những vận động viên thể thao khuyết tật Việt Nam nói chung, đúng không ạ anh? Em hỏi thật là trong cái, tức là từ cái thời điểm mà anh bắt đầu luyện tập thi đấu cho đến lúc mà anh nhận được cái tấm huy chương này, đã bao giờ anh nghĩ rằng là trước đó ấy, lúc mà anh luyện tập thi đấu, đã bao giờ anh nghĩ rằng là mình sẽ được tấm huy chương vàng trong một cái cuộc thi phải nói là khắc nghiệt nhất trên thế giới này chưa ạ? Ông kia, cái lúc mà Công được các thầy giới thiệu vào câu lạc bộ thể thao của quận Tân Bình để làm quen với bộ môn cử tạ, thì lúc đầu thì Công chỉ nghĩ là mình cùng với các anh chị ở trong câu lạc bộ, và mình vừa có được cái sự rèn luyện cơ thể để mình có thêm cái sức đề kháng để mình còn phải đi học rồi đi làm. Công cũng không nghĩ là mình sẽ theo cái sự nghiệp thể thao. Nhưng may mắn thì sau khoảng thời gian mình làm quen khoảng hơn 2 tháng thì được thầy là huấn luyện viên trưởng đội tuyển thể thao người khuyết tật bộ môn cử tạ thời điểm đó, thì thầy Nguyễn Hồng Phúc, thì thầy vô tình thầy đi qua phòng, lúc đấy thì Công lại đang tập cùng với các anh chị là những người mới, thì thầy bảo em còn muốn đi thi đấu, em còn muốn đi tham gia thi đấu cùng thầy không? Thế Công bảo thầy em chỉ vừa mới tập được hơn tháng thì em chưa có biết là mình có sức để mình cử được cái đòn tay hay không. Thế thầy bảo là thôi thầy sẽ trực tiếp huấn luyện cho em thêm một tuần lễ nữa, rồi hai thầy trò rồi cô với đội là lên đường đi ra Hà Nội tham dự giải vô địch quốc gia năm 2005. Thì lúc đó Công, sau khi Công tham dự cái giải vô địch quốc gia đó, thì Công đã giành được cái tấm huy chương bạc đầu tiên. Công rất là mừng. Đến thời điểm đó mình cũng chỉ nhờ Công nhờ thầy bảo về thầy, thầy cho em nhớ điện thoại, em gọi điện về quê em bảo là cho bố mẹ, bố mẹ vui. Thì cũng mừng lắm. Rồi sau khi thi đấu ở giải vô địch quốc gia lần đầu tiên về, thì Công cùng với các anh chị là cố gắng mình không chỉ tập 2 tháng cho cái mùa giải kế tiếp, mà những cái thời gian rảnh rỗi thì mình sẽ tập luyện nhiều hơn. Vâng.
Để nói về cái quá trình mà luyện tập thì thi đấu thì rất là dài, nhưng mà để có được những cái thành tích này thì mới thấy rằng là cái thời gian mà anh dành cho nó, có thể ban đầu thì mình là theo như một cái duyên thôi chứ không có định hướng trước. Thế nhưng mà cái con đường mình đi thì nó lại rất kiên định, càng ngày lại càng kiên định về sau, để có những tấm hình về sau này với rất là nhiều những giải đấu với những dấu mốc khác. Bây giờ thì anh muốn chia sẻ khoảnh khắc nào tiếp theo ạ? Và đây công có thể xin phép công chia sẻ tấm hình là công đại diện cho đoàn để mang cơ cho mang quốc kỳ đi diễu hành. Thì đây là một cái vinh dự rất lớn với công, và đây là cũng là lần thứ 6 mà công đại diện cho đoàn thể thao khuyết tật Việt Nam được vinh dự cầm cơ cho đoàn. Thì có những cái cảm xúc rất là đặc biệt vì cái tên vai mình còn là lá cờ tổ quốc, rồi mình nhận thức được cái trách nhiệm của mình rất là lớn, mà giống như tạo cho mình một cái gánh nặng, một cái trách nhiệm mà mình phải hoàn thành tốt, không chỉ là cái việc mang cờ đi diễu hành mà còn là những cái trong trên cái sàn đấu và ngoài sàn đấu thì mình cũng phải thể hiện được cái ý chí tinh thần của con người Việt Nam, và để mình để cho các bạn bè quốc tế biết được rằng là con người Việt Nam mình rất thân thiện và rất yêu hòa bình và muốn giao lưu học hỏi. Biết là như thế, nhưng mà cái khoảnh khắc đấy anh có run không? Tức là bởi vì em thấy là trước đấy thì là ở tại sân ý thì có rất rất nhiều người, hàng chục nghìn người, xong lại hàng tỷ khán giả cũng đang theo dõi nữa. Lúc mà cầm cờ dẫn đoàn thì anh có run không? Ông cái lúc mà thật sự mà nói là cái lúc cầm cờ này thì tôi cũng rất là tự tin. Vì mình phía sau mình đang còn rất nhiều anh em, rất nhiều đồng đội, rất nhiều khán giả và rất nhiều người ủng hộ đang ở phía sau để động viên và cổ vũ tinh thần cho mình, nên cái khoảng khắc này là cũng rất là tự tin, nên cũng không có một cũng là một khoảnh khắc rất là tự hào đấy. Nếu mà là em thì em run lắm đấy. Em không để tự tin như anh đâu. Đây là tấm hình cũng cũng ăn mừng tại Thế vận hội 2016. Cũng không nhìn lại cái khoảng khắc này thì cũng không biết diễn tả nó như thế nào, mà mình lại có được một cái tấm hình với một cái khoảng khắc ăn mừng rất là cảm thấy rất là ngộ luôn. Đấy là có thể nói là cái lúc mình chiến thắng nó, cái bản năng của mình không phải là cái hành động chủ đích nữa, mà cái hành động bột phạt nó giống như một cái sự kim nén lâu ngày và bây giờ mình được giải tỏa mà một cái động tác rất là tự nhiên. Nhưng mà em thấy khá là ngầu đi chứ, mà cách đây gần chục năm rồi anh nhở? Đúng đây, cách đấy mà đôi khi là có khi nhìn lại những cái tấm hình như thế này thì tự nhiên lại cảm thấy là đúng cái cảm xúc đấy nó lại ùa về, giống như là mình đang vừa mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Vậy cái cảm giác chiến thắng nó lại sôi sục lên. Thì nó lại càng mang lại những cái tinh thần cho mình để mình quyết tâm cho những giải đấu mới ạ. Còn về tổng hình này thì công cũng cảm ơn, không biết là cái tác giả của tổng hình này là ai, nhưng công rất cảm ơn vì đã dành cho công ba cái khoảnh khắc mà ở tại ba kỳ Thế vận hội liên tiếp, thì công đã dành được ba tấm huy chương, từ huy chương vàng, rồi huy chương bạc và huy chương đồng. Thì đấy là một cái khoảnh khắc mà công cảm thấy rất là hạnh diện vì mình đã làm được cái kỳ tích cho thể thao người khuyết tật Việt Nam, là mình là vận động viên đầu tiên có được huy chương vàng và có được kỷ lục thế giới, cũng như có được huy chương tại ba kỳ Thế vận hội liên tiếp. Dạ, một sự đáng tự hào. Em cảm ơn anh. Thực ra thì để tìm kiếm những cái hình ảnh này của anh Công thì không hề khó, bởi vì đã được rất là nhiều những khán giả họ tìm kiếm và cũng được công khai ở trên các nền tảng mạng xã hội.
rất là nhiều. Thế nhưng mà có một cái điểm đặc biệt đây là anh Công cũng vừa chia sẻ, điều thứ nhất đấy chính là ba kỳ Thế vận hội liên tiếp mình đạt được huy chương. Thế nhưng mà mọi người có để ý không? Tức là huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng. Huy chương nó đổi màu dần. Có thể nói thì hơi gọi là hơi tiếc nuối một chút xíu. Nhưng có khi nào mà anh nhìn nhận lại anh thấy rằng là ôi, có vẻ như là mình đang có tuổi, hoặc là nhiều khi mình càng ngày mình càng gặp nhiều cái vấn đề chấn thương hoặc là phong độ, thì đấy cũng là một trong những cái trăn trở của cá nhân anh không? Vâng, về cá nhân Công thì Công không có gì để hồi tiếc, vì về thể thao thì một vận động viên tập luyện để tham gia thi đấu rất nhiều giải trong vòng một năm thì cái chấn thương là nó không thể nào tránh khỏi được. Thì cái mức độ của Công thì nó lại Công có một chút tiếng nổi lớn. Hai kỳ Thế vận hội liên tiếp của Công thì 2020 và 2024 thì cả cái chấn thương của Công đều là rất nặng. Và bác sĩ Đoàn cũng khuyên Công ở hai kỳ đó Công nên xin là rút, chứ không nên tham gia thi đấu để ảnh hưởng đi cái chấn thương nó sẽ nặng thêm. Thời điểm 2020 thì lúc đó thì Công lại cuối năm 2018 thì Công thì bị gãy xương vai. Và sau khi Công nghỉ hẳn 2 năm nữa thì Công bắt đầu là tập luyện trở lại để cầu thêm về dịch Covid thời điểm đó. Thì cả cái giải đấu thì cũng không được tham gia. Và cái thành tích tập luyện thì nó cũng rất là khiếm tốn. Công được sự động viên của gia đình và ban huấn luyện thì Công cũng đã cố gắng để tham gia với tư cách là vận động viên được mời, là mời với đích danh là 2020 là mời Công tham dự với tư cách là đương kim vô địch. Thì may mắn là Công cũng đã hoàn thành được cả cái mức nào nó bám vào nền nào đề ra, và Công đông thành tích rồi rơi huy chương vàng. Nhưng Công chỉ thua đó chỉ số phụ. Trọng lượng của mình này hơn đối thủ 100 kg. Trời ơi, thế thì khóa tiếp mà đấy nhá. Nhắc thì mới thấy rằng là đấy là anh bị chấn thương đấy. Chứ anh mà không chấn thương thì không có khi là để giật được cái tấm huy chương màu khác, màu đậm hơn của anh là cũng hơi khó đúng không? Dạ vâng. Còn với cái 2024 vừa rồi thì Công cũng bị dập xương vai và rạch sụn cùng với bản rạch bản phân cứ vai trái. Nhưng Công đã cố gắng, sẽ cố gắng trước lúc đi là Công xác định là Công chỉ tham gia cố gắng có thành tích để mình có cơ hội cạnh tranh huy chương. Công là Công cũng đã giành được cái tổng huy chương đồng, thì đấy là một cái sự cố gắng giữa ban huấn luyện cùng với Công, và đặc biệt nữa là cổ vũ của gia đình rồi đoàn và toàn thể người hâm mộ rất kỳ vọng vào Công, và may mắn thì Công cũng đã giành được tổng huy chương để không phụ lòng mọi người đã tính tưởng vào Công. Dạ vâng, anh dùng đến từ rất nhiều lần từ may mắn, nhưng em nghĩ rằng là may mắn thì cái tỷ lệ nó phần trăm rất là ít thôi, mặc dù là mình có thể hiểu rằng cái tình trạng sức khỏe và thể lực của mình ở cái thời điểm đấy không phải là đạt được phong độ tốt nhất và chưa ở trạng thái tự tin nhất. Thế nhưng em nghĩ rằng là cái sự quyết tâm và dồn tổng lực cho một cái ý chí mà anh đã nhắc đến là chính là ý chí của con người Việt Nam đã khiến cho tấm huy chương cũng đã xuất hiện và đã được đeo trên cổ của anh. Em nghĩ rằng đúng thật, nếu mà anh mà không chia sẻ những cái điều đấy thì mọi người cũng sẽ nghĩ một cách rất là đơn thuần là anh Công bây giờ anh ấy có tuổi rồi, thi đấu nhiều năm rồi thì đương nhiên là cái chuyện phong độ đi xuống là chuyện bình thường. Nhưng ở đằng sau đấy thì khi mà những vận động viên họ chia sẻ một cách chi tiết thật lòng hơn thì mọi người cũng có thể hiểu rằng là trong cái hành trình để có thể chinh phục những cái giải đấu lớn như thế này thì họ còn gặp rất nhiều những cái vấn đề đằng sau đó mà không phải ai cũng hiểu được. Và để được những cái thành tích như thế này thì thực sự là rất là đáng ngưỡng mộ với cái sự quyết tâm của anh. Và khi mà đạt được những cái thành tích này thì có lẽ là cái bức ảnh cuối cùng là bức ảnh mà anh sẽ nở nụ cười
hạnh phúc và rạng rỡ không kém đâu đúng không ạ? Vâng. Thì đấy là tầm hình mà cũng đã giành chiến thắng được chính bản thân mình. Và vừa xuống sân bay thì có vợ cùng với con gái ra đón. Rất tiếc là có con trai lớn nhưng năm nay lại học cuối cấp nên nó không đi học đi đón bố được. Với công thì gia đình luôn luôn là cái điểm tựa vững chắc cho mình. Và đấy là cái động lực rất là lớn để công cố gắng tạo ra cái giá trị không chỉ là cuộc sống của bản thân mình mà còn là gia đình mình. Và công cũng rất là muốn là mình sẽ có được cái sự thành công để mình có được cái sự ghi nhận không chỉ là của mọi người xung quanh, và có công muốn là người ta sẽ nhìn vào mình mà để biết được rằng là bản thân mình tan nhưng mình vẫn dưỡng lên và mình vẫn lo lắng và mình vẫn làm chủ được cái cuộc sống của mình, của bản thân và gia đình mình, để không để cho vợ có phải lo lắng là mình không thể là để là cái gánh nặng cho gia đình được. Và với công thì người vợ của mình là một nhà vô địch đích thực trong lòng mình, vì đấy là một người đã luôn luôn âm thầm hỗ trợ công càng đáng tất cả mọi việc nha, từ chăm con cho tới tất cả mọi việc để công có được cái toàn cái thời gian và có được cái sự yên tâm để mình chu toàn vào trong cái công việc tập luyện. Thì đấy là một công rất là muốn gửi lời cảm ơn tới bà xã của mình. Có thể là ở nhà thì anh có thể là đã chia sẻ rồi, hoặc cũng có thể là nhiều khi mình bận thi đấu xa nhà hay là cái lịch trình của mình không thể thường xuyên ở cạnh với vợ con, nhưng mà chị sẽ luôn thấu hiểu về những cái gì mà anh đã suy nghĩ và anh vừa chia sẻ. Và em tin rằng là không chỉ là chị đâu mà cả hai bé nhà mình luôn luôn cảm thấy tự hào và sẽ là một cái hậu phương vững chắc nhất để lúc nào bố đi làm xa, bố cống hiến cho thể thao, cho tổ quốc cũng luôn có một cái sự vững tâm. Cho em xin lại cái tấm ảnh này khi mà anh Công đã nhắc đến gia đình của mình. Và trong tất cả những cái khoảnh khắc, những câu trả lời của mình thì anh Công luôn luôn nói kèm một câu, đấy chính là với sự động viên và quan tâm của gia đình. Em nghĩ rằng là ở đâu cũng vậy, con người nào cũng vậy, ngôi nhà chính là nơi mà họ luôn muốn tìm về, cũng chính nơi mà là họ tìm thấy cái động lực của mình để có thể phấn đấu khi bước ra ngoài xã hội, bước vào trong sự nghiệp hay là cống hiến tới đâu, thì đấy cũng chính là một cái động lực lớn nhất. Tất cả những cuộc hành trình không chỉ là trong sự nghiệp mà trong đời sống thì sẽ luôn luôn có vợ và hai con bên cạnh đồng hành với anh. Một trong những cái bức ảnh mà Trang cực kỳ ấn tượng, chúng ta vừa đi qua những cái khoảnh khắc rất là hạnh phúc, tự hào và đáng nhớ của vận động viên cử tạ Lê Văn Công. Và chắc chắn là trong tương lai thì anh sẽ còn nhiều khoảnh khắc để bổ sung và chiếc hộp khoảnh khắc nhiều hơn nếu mà có dịp quay trở lại Sống Vân Đỉnh ở mùa sau. Bên cạnh đó thì khán giả thì cũng rất là tò mò về sự nghiệp cũng như là đời sống thường ngày của anh Công nữa. Ví dụ như là vừa nãy thì em có thấy anh nói rằng là ban đầu thì anh chỉ đi luyện tập ở một phòng gym của một thầy làm câu lạc bộ phòng gym ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Nhưng mà có thể là nhiều người cũng đã biết đến câu chuyện trước đấy rồi, nhưng nhiều người chưa biết thì cái thời điểm mà trước khi anh sinh hoạt ở trong câu lạc bộ đấy, hình như là anh Công còn làm nghề khác mà đúng không? Là học công việc khác. Anh trước lúc mà Công đến với thể thao thì Công đi học kỹ thuật điện tử ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Thì ngoài cái thời gian Công đi học ở trường thì Công lại phải đi làm ở cả cái xưởng gỗ Công xin vào để cho nhảm cả cái ghế sofa. Vâng. Và những cái năm đầu Công đi học thì đang còn đỡ vất vả, nhưng sang năm thứ hai thì Công lại học nhiều nên mình cái thời gian đi làm lại không có, nên là Công lại không có thu nhập. Cái phương tiện đi lại thì Công thời điểm đó cũng chỉ được mỗi xe lăn cũ, mà cái bánh thì nó lại bị hỏng thì không có sửa chữa được. Cái bố nhà thì bố làm thợ mộc, thì bố
đóng cho hai cái bánh xe bằng gỗ. Nhưng mà công vẫn mỗi ngày công vẫn cố gắng là công đi làm cái xe đẩy là đi khoảng hơn 20 cây để mình đi Ôi tập trời. luyện và mình đi làm. Rồi công đam mê quá không có thời gian đi làm thì công lại lên ở chùa xin cơm cháy về về ăn. Trong vòng 3 năm như vậy thì công vừa tập luyện và vừa học và vừa đi xin cơm cháy ăn, nhưng công may mắn là công cũng đã ra trường mà công có được cái nghề để mình tự nuôi sống bản thân mình, thì để công cảm thấy là mình cũng có sự may mắn để những người xung quanh hỗ trợ. Tuy là hoàn cảnh mình nó rất là khó khăn nhưng cũng gặp được rất là nhiều nhiều người tốt, nhiều người hỗ trợ cho mình. Khá là thú vị khi mà biết xuất phát điểm của anh Công thì lại làm về điện tử này, thông tin này đúng không anh? Tức là ví dụ như điện tử là có liên quan gì đến những cái thiết bị giống như là cái mic, là âm thanh, các thứ mà anh em mình đang ngồi đây không? Vâng, như những cái mic các hệ thống âm thanh thì bây giờ đây cũng có cái xưởng nhỏ nhỏ cùng với người thầy dạy cho công học điện tử ở trường lúc trước. Ôi tức là hiện tại là anh vẫn đang có ấy ạ? Vâng. À, tức là anh vừa chơi thể thao, vừa luyện tập thể thao nhưng mà đồng thời là anh vẫn có một nghề tay trái song song. Có với công thì là cái đó là nghề chính của mình, À, ôi nhưng dạ. mà thể thao là cái niềm đam mê mà cũng không thể nào bỏ được. Vâng. Khá là hay, tức là bây giờ thì công việc tức là anh có một cái phòng gọi là phòng kỹ thuật, phòng thu hả anh Không hay có cái xưởng nhỏ nhỏ là xưởng? mình chuyên sản xuất TV, thiếu cái thiết bị âm thanh mình làm bóp. Vâng. Và song song với đó thì công cụ với thầy thì có nhận xét úp cả cái hệ thống âm thanh cho đạt quản cả báo kế cái phòng bá rồi âm thanh rồi trường, tất cả mọi thứ liên quan tới âm thanh thì công đều làm. Ồ, thế là hóa ra là bên cạnh đó thì là anh Công cũng có một một công việc rất là thú vị khác mà cần em nói thật với anh, với những cái thiết bị điện tử âm thanh này là cần đầu tư rất là nhiều. Đầu tư ở đây nói đấy chính là đầu tư cụ thể về tài chính cơ. Đấy thì chứng tỏ là mình cũng có rất là nhiều những cái việc mình cần phải tính toán trong đời sống, cần phải xoay sở để giống như anh Công nói rằng là mình không để nhiều cái sự gánh vác, nhiều cái sự áp lực dành cho bà xã. Mà đến bây giờ thời điểm này thì theo em cảm nhận là anh Công vẫn là trụ cột trong gia đình, lo về kinh tế. Thế thì chứng tỏ là thể thao đôi khi ít nhiều cũng có cái sự thay đổi về vấn đề tài chính trong đời sống của anh đúng không ạ? Vâng, với công thì thể thao là cái nơi mang lại sự thành công cho bản thân và gia đình công. Vì cái thể thao nó mang lại cho công rất nhiều. Thứ nhất là về cái mặt tự tin, nó tạo cho công cái cảm giác là tự tin vào bản thân mình nhiều hơn. Rồi có tự tin để mình hòa nhập được với cộng đồng. Mình tiếp xúc với các anh chị trong đội cùng hoàn cảnh với mình nhiều hơn. Rồi các đối thủ mình tham gia thi đấu thường xuyên thì mình cũng cảm thấy là những người xung quanh nó không còn là một cái khoảng cách, mình hết cái sự tự ti để mình hòa nhập được với cái xã hội và với cộng đồng. Và cái thứ hai nữa thì thể thao mang lại cho công cả cái nguồn thu, như là mỗi lần công thắng giải hay là có huy chương thì về mình có tiền thưởng, thì cái đó thì nó cải thiện cho cái cuộc sống không chỉ công và gia đình công là rất là nhiều, và nó tạo cho công có được cái sự quen biết nhiều người hơn, và có nhiều lúc công đi thi đấu về thắng giải ra đường thì nhiều người cũng hỏi có phải chủ công chủ tự tạo, thì trong cái nó cũng tạo cho công có cái sự liên kết trong cái công việc mình làm ăn thường ngày, thì nó cũng cảm thấy là Có lợi suôn thế. sẻ hơn rất là nhiều thứ. Để mà giờ mà kể ra thì rất là khó để mình kể ra hết lên những cái sự
những cái ưu điểm để mà thể thao mang lại cho Vâng, mình. tức là đầu tiên là để có thể giúp anh thỏa mãn được cái đam mê với thể thao này, là mang cho mình cái sự nổi tiếng, tức là được nhiều người yêu mến và chú ý hơn đấy. Thêm nữa là cũng hỗ trợ cho mình về mặt kinh tế ở trong đời sống đấy. Ví dụ như anh Công vừa nói là cứ mỗi lần mà đi thi và cứ kiểu huy chương vàng như này về lại có tiền thưởng là đấy, lại mang đi đầu tư vào công việc này hay vào quỹ này quỹ kia để có thể gọi là mình duy trì kinh tế hoặc là thậm chí là sinh lời, đúng không? Thì em nghĩ rằng là đấy là một trong những cái cách vận hành rất là thông minh và cũng khiến cho những thành viên trong gia đình ấy cũng cảm thấy là ở bên cạnh những cái sự cố gắng vất vả trong thể thao thì mình còn có thể giải tỏa ở bên cạnh những cái công việc khác mà vẫn phục vụ cái ngành nghề mà ngày xưa anh học. Đấy cũng là một thứ rất là hay. Để thi đấu để luyện tập như thế rồi nhiều những cái sự tự hào cùng với gia đình, cùng với người hâm mộ, cùng với ban huấn luyện hay là những người thầy của mình. Em thấy anh lúc nào cũng nói rằng là cố gắng hết mình và ít tỏ ra tiếc nuối, nhưng có thực sự là anh không tiếc nuối điều gì trong sự nghiệp của mình hay không? Hay là nếu mà bây giờ thì em hỏi một câu cụ thể hơn là trong cuộc hành trình theo em biết là anh bắt đầu tham gia thể thao từ năm 2005 đến bây giờ là cũng được gần 20 năm rồi, thì có cái thời điểm nào mà anh cảm thấy tiếc nuối và muốn làm lại nhất? Và nếu mà làm lại thì anh sẽ sửa đổi nó như thế nào? Em có thể nói là có tiếng nổi nhất là cái Thế vận hội London 2012. Thì trước đó 1 năm thì cũng đang ở đỉnh cao, gọi là đỉnh cao sự nghiệp của cái cảm nhận theo bản thân của cống, là chưa còn năm nào mà cống lại đạt cái phong độ tốt như vậy. Nhưng tới cái Thế vận hội thì nó khoảng còn là 4 cho tới 5 tháng nữa là lên đường để đi tập huấn tại Iceland, để xong rồi là qua London để thi đấu. Thì cũng lại trong cái khoảng thời gian đó cũng tập luyện thì lại xảy ra cái sự cố là cũng đứt dây chằng nửa vai. Thế là cũng lại không không thể nào tham gia được cái kỳ thể vận hội London. Đấy là cái điều mà công tiếng mà cảm thấy tiếng nổi nhất trong cái sự nghiệp của mình. Vì thời điểm đó thì cũng là nằm trong cái nhóm là cạnh tranh tổng huy chương vàng như Vâng, là nhóm cái hạt thể vận giống luôn hội đấy đấy. ạ. Thì cũng rất là tiếc, mà nếu như thời gian có quay trở lại được mà mình biết được mọi thứ thì cái buổi ngày hôm đó thì cũng sẽ nghỉ tập Vâng. và cũng thể tập vào một buổi khác, Vâng, thì mình không biết cố nữa đúng không biết ạ? đâu được là mình lại được đi và mình lại giành được một tấm huy chương tại một kỳ thể vận hội nữa. Vâng, tức là cái việc mà bỏ lỡ đi những cơ hội và thấy được rằng là cái quá trình mà mình chuẩn bị rất là công phu tỉ mỉ rồi nhưng mà lại để tuột mất cái mục đích của mình thì hầu như là ai cũng tiếc nuối. Và vấn đề thành tích dành cho những các vận động viên thể thao, những vận động viên thể thao chuyên nghiệp thì nó luôn trở thành một cái áp lực, nên là từng khoảnh khắc mà họ nhận được cái huy chương hoặc là đạt được những cái mục tiêu của mình thì luôn là những khoảnh khắc hạnh phúc. Thì tính đến tổng bây giờ thì anh Công đã có tất cả bao nhiêu huy chương ạ? Bởi vì là em có giới thiệu với quý vị khán giả anh đang là người nắm giữ nhiều huy chương nhất Việt Nam dành cho những giải đấu của người vận động viên thể thao khuyết tật. Vâng, để nói về số lượng huy chương thì cũng có thể nói là nhiều huy chương nhất ở trong bộ môn cử thà thì Vâng. có. Tại vì những cái bộ môn khác như là bơi lội hay đường kính á, Dạ. thì cái giải đấu họ không nhiều, có thể là không thi tham gia nhiều bằng mình. Vâng. Nhưng mỗi cái bộ môn đó thì họ có những cái giải đấu có thể là từ 3 cho tới 5 huy chương Vâng. là trong một cái Trong một giải giải đấu. đấu. Thì họ có nhiều cái cự ly. Vâng. Còn như công là cử tạ thì nó chỉ một hạng cân một À, do mình đăng ký duy nhất một hạng cân thôi đúng không ạ? nên là cái số lượng huy chương đấy công ở nhà thì khoảng tầm là nó rơi vào khoảng 58 huy chương, và trong đó thì có 53 huy chương qua, thì là số lượng huy chương mà công đã từng giành được.
Anh ơi, cho em được bình tâm lại nhé. Là anh đang có khoảng 58 huy chương, và trong số đó là 53 huy chương vàng. Tức là chỉ có khoảng 5 tấm huy chương còn lại là nó khác màu thôi. Tức là tỷ lệ là trên 90% đấy anh ạ. Trên 90% là anh cứ đi thi là anh được vàng. Ôi, một trong những cái tỷ lệ sắp xuất mà mọi người ơi, mình cảm thấy khá là bất ngờ. Tại vì là em cũng có tiếp xúc và hỏi chuyện rất là nhiều các vận động viên thể thao chuyên nghiệp. Họ có thể hàng trăm huy chương, vài trăm huy chương, nhưng mà cái tỷ lệ vàng của anh thì thực sự là quá đáng ngưỡng mộ anh Công ạ. Em phải bày tỏ cái sự ngưỡng mộ này sao? Em nghĩ rằng là đây không phải là với cái sự thống kê này, không phải là ai cũng biết về cái số huy chương này của anh. Thế nên là em mới thấy được rằng là cái sự tiếc nuối của anh dành cho cái câu hỏi vừa rồi của em ấy, có thể là đáng lý ra là cái màu huy chương được đổi màu, hoặc là mình thêm được trong bộ sưu tập của mình thêm một tấm huy chương, mà biết đâu lại là huy chương vàng nữa, đúng không ạ? Anh Công ạ, trong cuộc trò chuyện của hai anh em ngày hôm nay thì thực ra em thấy anh luôn giữ một cái tinh thần rất là thoải mái. Bên cạnh đó thì là một cái sự cực kỳ khiêm tốn khi mà anh nhắc về những khoảnh khắc hay là về những giải đấu mà anh đi thi. Anh chỉ đơn thuần rằng là cứ cố gắng hết sức, rồi là cùng phối hợp với ban huấn luyện theo sự chỉ đạo cũng như là hỗ trợ của những người thầy, những người đồng đội và các nhà chuyên môn về thể thao. Và anh nhắc đến gia đình rất là nhiều. Thế nhưng mà thực tế ra ấy, nếu mà để với những nhân vật đặc biệt như anh có một cuộc hành trình như vậy, thì với cá nhân em thì đó là một cuộc hành trình đầy kỳ diệu và đầy sự phi thường, bởi vì không phải ai từ một người, em xin dùng từ là tay ngang đã, ban đầu là xuất phát điểm là tay ngang với bộ môn này, nhưng mà lại đạt được những cái thành tích mà có lẽ là phải rất nhiều người đến rất rất nhiều năm phấn đấu nhưng mà chưa chắc đã đạt được những thành tích đó. Và đến bây giờ thì anh vẫn còn khiêm tốn, anh nói rằng là anh vẫn chưa đạt đỉnh trong sự nghiệp đâu. Thì em nghĩ rằng là trong cái cuộc hành trình của anh ấy, một cái từ kiên cường thôi nó có lẽ là chưa đủ, mà ở đằng sau đấy thì còn rất rất nhiều những tính từ, những danh từ, rồi những cái từ mà phải nói rằng là để thể hiện nên được cái ý chí quyết tâm của anh. Bởi vì sau cùng không chỉ là thỏa mãn niềm đam mê của anh, là niềm tự hào cho gia đình, cho đơn vị của anh, mà đấy chính là niềm tự hào cho thể thao Việt Nam nữa. Cuộc hành trình của anh bắt đầu cũng không hề dễ dàng, và em nghĩ rằng là cuộc hành trình sắp tới cũng còn nhiều chông gai, nhưng những cái sự nỗ lực của anh vẫn còn kéo dài hơn nữa. Và anh cũng nói rằng là mục tiêu sắp tới thì mình còn nhiều thứ để phấn đấu lắm. Nếu mà bây giờ để nói với vận động viên Lê Văn Công ở bộ môn cử tạ trong vòng 5 năm sau, thì anh sẽ nói với bản thân mình điều gì ạ? Vâng, nếu như nói về cá nhân mình trong khoảng 5 năm sau thì cũng sẽ nói về chính bản thân mình là phải luôn luôn tự tin, cố gắng và mong rằng là bản thân mình sẽ trả hiện mình để mang lại cái niềm tự hào, và muốn rằng bản thân mình sẽ giành được thêm một tấm huy chương tại kỳ Thế vận hội 2028 một lần nữa, để tạo nên cái khoảng cách lịch sử cho thể thao người khuyết tật Việt Nam. Vâng, không chỉ là chinh phục giới hạn của bản thân mình đâu, mà còn từ sự chinh phục đấy nó trở thành niềm tự hào lớn cho cả một đất nước, đúng không ạ anh? Câu chuyện của vận động viên cử tạ Lê Văn Công ngày hôm nay chia sẻ với quý vị thực sự có lẽ là lan tỏa và mang tính động lực khích lệ đến rất nhiều con người. Bởi vì có thể sinh ra không phải ai cũng hoàn hảo và tròn đầy, đúng không anh? Thế nhưng mà chúng ta bắt nhịp với đời sống, với hoàn cảnh như thế nào, chúng ta vươn lên và vượt qua nó như thế nào, từ những quan điểm, từ những cái nhìn mà mọi người có thể cho rằng là cuộc sống của mình sẽ có rất là nhiều những khó khăn, nhưng chúng ta dùng chính cái sự khó khăn đấy để trở thành điểm mạnh và trở thành sợi dây kết nối, để trở thành nguồn động lực và tính lan tỏa trong câu chuyện của mình. Thì đấy là điều mà anh Công đã làm được dành cho tất cả những ai mà đang gặp phải những cái hoàn cảnh mà không như mong muốn, và tiếp thêm cái động lực để họ có ý chí vươn lên. Một vận động viên thể thao với rất nhiều tấm huy chương nhưng lại mang trong mình cả một tấm gương vô cùng sáng nữa, đấy chính là điều mà chúng tôi, những người thực hiện Sống Vươn Đỉnh, dành lời ngưỡng mộ đến cho anh Lê Văn Công. Và chúc cho đầu tiên đã, anh hãy sớm hồi phục chấn thương để
tiếp tục với con đường chinh phục đạt đỉnh của mình. Tiếp theo là em nghĩ rằng là có thể là 2028 trong vòng chưa đến 5 năm đâu, thì biết đâu một tấm huy chương sẽ đến tay của anh, đeo trên cổ của anh, và quốc kỳ của Việt Nam hay là quốc ca Việt Nam lại được vang lên trên đấu trường quốc tế nhờ sự nỗ lực phấn đấu của anh Công. Và em chúc cho tất cả những dự định trong thể thao của anh sẽ đạt hiện thực, và kể cả cái công việc mà anh yêu mến hàng ngày nữa, có một xưởng làm về kỹ thuật âm thanh cũng sẽ luôn luôn được vận hành, rồi là giúp đỡ được nhiều người hơn. Gia đình của anh sẽ luôn là một hậu phương vô cùng vững chắc, và cùng với đó là những cộng sự, những người thầy, những người đồng nghiệp trong thể thao của anh cũng sẽ là những người luôn luôn tiếp sức cho anh, để cho anh sẽ luôn cảm thấy mình tự tin hơn và tự hào hơn khi mà mình đã chọn đúng con đường, đấy chính là bộ môn cử tạ của thể thao. Một lần nữa cảm ơn anh Công rất là nhiều vì đã trở thành một vị khách mời đặc biệt trong số cuối cùng của series Sống Vươn Đỉnh mùa 1 này. Và chúng em hy vọng rằng là từ những câu chuyện giống như là của anh Công thì quý vị khán giả sẽ hiểu hơn về khái niệm sống vươn đỉnh trong từng câu chuyện của từng vận động viên khách mời đến với chương trình này, và sẽ hiểu hơn về những hy sinh, về những sự cố gắng, về những cống hiến không chỉ là cho với riêng bản thân họ mà với cả thể thao nước nhà, để làm sao đấu trường quốc tế sẽ ghi tên hai tiếng Việt Nam với tất cả các bộ môn thể thao. Một lần nữa xin được cảm ơn anh, và trước khi mà chúng ta rời khỏi chương trình này thì anh có muốn nhắn nhủ điều gì với quý vị khán giả của Sống Vươn Đỉnh không ạ? Vâng, cho phép Công gửi lời chào và lời cảm ơn tới quý vị khán giả Sống Vươn Đỉnh. Công rất vui vì Công đã có mặt tại chương trình Sống Vươn Đỉnh ngày hôm nay. Thì Công cũng xin chúc cho quý vị khán giả luôn luôn bình an mạnh khỏe, và Công rất cảm ơn quý vị khán giả đã không chỉ yêu mến thể thao bộ môn cử tạ, thể thao người khuyết tật mà còn là thể thao Việt Nam. Thì Công hy vọng rằng quý vị khán giả sẽ đồng hành cùng thể thao Việt Nam trong những bước đường sắp tới. Thì Công xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn anh Công rất nhiều, và chúng tôi thực sự với sự chân thành và trân trọng nhất cũng muốn gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị vì đã luôn luôn đồng hành theo dõi Sống Vươn Đỉnh được phát sóng trên các nền tảng của VN Express trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Và chúng tôi tin chắc rằng Sống Vươn Đỉnh sẽ còn tiếp tục để có thể gặp gỡ, chia sẻ với quý vị thật là nhiều những câu chuyện với những khách mời nổi tiếng có sự ảnh hưởng, có sức lan tỏa tích cực đến với tất cả chúng ta. Và để có sự thành công này, chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn công ty quản lý quỹ Dragon Capital Việt Nam đã đồng hành với Sống Vươn Đỉnh. Chúng tôi hy vọng rằng tất cả những sự nỗ lực cố gắng thực hiện không chỉ bởi ekip mà sâu thẳm trong đó đấy là những nhân vật mà chúng ta đã được gặp gỡ và chúng ta đã cảm nhận hiểu hơn về họ, thì sẽ giúp cho quý vị cũng có thêm thật nhiều những sự thấu cảm, thấu hiểu, và cũng có thêm những nguồn động lực mới dành cho cuộc sống cũng như là sự nghiệp của mình. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị đã luôn luôn ủng hộ và đồng hành với Sống Vươn Đỉnh. Xin chào và hẹn gặp lại.